Chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ đi chợ Việt Nam nha cả nhà. Mời cả nhà hãy theo chân mình nhé. Mua gạo Việt Nam. Xả ở đây 1 ký tới 10 ngàn à, nó đây. Nửa ký là 5 ngàn, quên. 5 ngàn quên là 100 ngàn tiền Việt Nam. Bịch này mỗi một bịch là 2 ngàn, 40 ngàn mà nó cũng không được tươi nữa đó. Còn cái này là của hàng nha, cái này là tươi. Cái này là hẹ của hàng. Hẹ này là nó mới lên á, mới lên đầu mùa cả nhà. Hẹ này non lắm nè. Cái này 100g, 100g nó 20.000 tiền Việt Nam. Chanh. Mấy trái chanh. Lá chuối 1 ký 7.000, 140 đó cả nhà. 140, 7.000 won có nghĩa là 140 tiền Việt mình. Miếng này một miếng là 4.000 cả nhà. 4.000 won, 80.000 tiền Việt mình. Cái này một bịch 60.000 tiền Việt Nam. 3.000 won tiền hàng. Này bịch nó cũng giống như thịt luôn. Năm nay mình không làm mứt dừa, mình chỉ mua mứt gừng
và mứt trái mận á, mận khô với mứt nho thôi. Giờ mình cũng không kho thịt, năm nay mình sẽ kho thịt bò, bò kho. Năm nay mình sẽ làm bò kho. Đây là xương heo nha cả nhà. Chuối này một bịch 4.000, 4.000 quên 80.000. Nước tương này mình xài nước tương Hàn Quốc luôn nha cả nhà. Hay mình đi chợ hai triệu rưỡi tiền Việt Nam tôi được nhiều đồ đây nè cả nhà. Xương này thì rẻ, xương này siêu thị hàng bán rẻ. Mình thích xương hầm á, thịt ba rọi, mua một ít thôi. Thịt mình làm nhân thịt, nhân mặn, bánh tét nhân mặn cả nhà. Vì video của Tiền đến đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem hết video này. Nhớ bấm đăng ký kênh, chia sẻ, rung chuông. Xin chân thành cảm ơn.